nhìn như cái ba công tử. Cứ bảo chọn cho nó đẹp quá, cùng là con nào như con nào. Cái con chắc chắc là nào, con nồng bùng á. chọn em hồng hay em hương hay em hoa huệ, đừng xếp hàng cái đây. Cứ đứng im, cứ đứng im vào là nó con nào như con nào. Đấy kia nhìn nó mẹ tiền nào của đấy. Ai ấy bê à? Nhà mình không nhìn này. Bê hai hàng dọc cái kia, bê dọc cái kia. Ông của ông thấy cho ông kia đi cho nó thẳng, nó không xuống. Em đi lên trước, em đỡ cho một lỗ như bọn anh này này. Đỡ như thế này này. Chân nhà có một con chân nó đặt ra ngoài đấy kìa. Con chân đặt ra ngoài đỡ vào thế. Nó thẳng thế thì nó không bị mất thăng bằng. Chính là nó đứng vừa khéo này nó tốt. Ba cây hải dương, lấy 30 con đà điểu đánh xe lên tận nhà lấy các bạn nhé. Ra đi con nào cũng đừng bỏ ra. Đánh xe luôn rồi. Đừng đúng chân, đúng cổ thôi. Đúng cái cổ của nó. Đấy, cứ xích cái cổ nó là được. Chân đã bảo rồi. Cột đầu đi vào trong này thì phải đi con ôi giời, cứ bắt 30 con thì không có đầy được mấy cái nha.